xin cảm ơn ban các đoàn và dưới đây để giúp chúng ta hiểu được hơn về ý nghĩa của một người qua đời trong Chúa Giêsu, tôi xin được trân trọng kính mời mục sư Lê Minh Đức là tổng quản nhiệm liên đoàn truyền giáo Phúc Âm sẽ bước lên chia sẻ lời Chúa. Xin kính mời mục sư. Lời của Chúa cho biết rằng
từ rầy. Từ rầy, phước thay cho người chết là chết ở trong Chúa. Giới từ từ rầy nó mang một ý nghĩa rất là quan trọng. Từ rầy là từ khi nào? Từ rầy đó là lúc mà lời của Chúa ở trong câu thứ nhất đoạn 15 câu 20 được xác định. Đó là Chúa Jesus Christ chính là trái đầu mùa của những kẻ mù. Chúa Jesus Christ chính là trái đầu mùa của những kẻ mù, của những người chết. Và như vậy chết không phải là tuyệt vọng. Chúa Jesus là trái đầu mùa, và tất cả những người chết trong Chúa là những trái tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo. Mục sư là một trong những con người nối bước trong trái đầu mùa qua sự chết của Jesus Christ. Từ khi Adam là con người đầu tiên, là tổ tiên của phụ của nhân loại, bị ma quỷ và Satan cám dỗ và chịu ở trong vòng của sự chết, thì Kinh Thánh chép rằng mọi người, tất cả mọi người, người đó là người tổng thống hay là một công dân bình thường, người đó là bác sĩ, kỹ sư hay là một nhân viên hay là một công nhân, đều ở trong một quy luật, đó là mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và lời của Chúa trong Roma đoạn 5 câu 14 Kinh Thánh ghi rằng: nhưng từ Adam đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội, giống như tội Adam, là người hình bóng của Đấng phải đến. Và cảm ơn Chúa Jesus Christ đã đến. Ngài là trái đầu mùa, và Ngài phán ở trong Khải Huyền đoạn 1 câu 18: ta là Đấng sống, ta đã chết, thì nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Và như vậy khi Đức Christ cầm lấy chìa khóa của sự chết và âm phủ, thì sự ra đi của mục sư Nguyễn Thị Hạnh nó không phải là tình cờ, nhưng mà nó có một sự sắp xếp của Đấng toàn năng. Vì đã khi Ngài cầm chìa khóa của sự chết, thì có nghĩa là sự chết không còn ở trong tay của nhân loại, nhưng mà Chúa quyết định điều đó. Thời điểm của Chúa, Ngài kêu gọi đệ tớ của Chúa trở về nơi vĩnh hằng đời đời với chính mình Ngài. Amen không ạ? Và cảm ơn Chúa, những con cái Chúa đang khi tiếp nhận dân của Ngài, chúng tôi không sợ chữ chết, không sợ sợ hãi của sự chết nữa. Lời của Đấng Christ phán như thế này ở trong Hebrew đoạn 4 từ câu 14 đến Hebrew đoạn 2 câu 14 và câu 15: vậy thì vì con cái có phần là huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần trong đó. Hầu bởi sự chết của Ngài mà Ngài hủy diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại giải thoát mọi người vì sợ sự chết mà bị cầm buộc trong vòng tôi ngồi trở về. Hỡi quý vị, đó là hy vọng, đó là niềm tin của những người ở trong Chúa Jesus Christ. Họ không sợ hãi đối với sự chết, họ không bị sự chết cầm buộc tôi ngồi trọn đời. Và nhân đây tôi ước ao rằng những người chưa biết Chúa Jesus Christ đang khi âm thanh này đến ban, quý vị hãy nhận biết rằng chỉ có một con đường duy nhất để quý vị thắng hơn sự sợ hãi sự chết và không bị cầm buộc trọn đời ở trong quyền của tâm, đó là đến với Jesus Christ trong sự tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa đời sống của mình. Và lời của Chúa trong Roma đoạn 8 câu 1 câu 2 Kinh Thánh ghi rằng: cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ, vì luật pháp Thánh Linh sự sống buông tha chúng ta khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết.
Đó lý do mà tại sao ở trong Thi Thiên đoạn 116 câu 15 cho thấy rằng sự chết của các người thánh là quý trước mặt Đức Giê-hô-va. Sự chết của một sinh hạnh là quý trước mặt Đức Giê-hô-va. Amen không ạ? Amen không ạ? Lý do thứ hai mà chúng ta nhìn thấy sự chết là phước hạnh, đó là một sư quỷ địa hạnh đang hưởng giá trị phước hạnh qua thân tự giá của Đức Christ. Cũng là trong cái đám hồi nãy của chúng ta phần bên, Đức Thánh Linh phán phải vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Về phương diện con người xác thịt của chúng ta, tất cả tăng quyến, có ái, có ân và tăng quyến và có thách thức lại, chúng tôi dĩ nhiên phần xác vui vui khi tạm thời chia tay một người chị em, một người mục sư, một người lãnh đạo, một người mẹ thuộc linh, một người có tầm ảnh hưởng rất mạnh ở không những ở tại miền Bắc nhưng mà trên toàn Việt Nam, ở trong liên đoàn Việt Nam và thậm chí ở tại Campuchia nữa. Dĩ nhiên về phần xác chúng ta tạm thời chia tay trong sự buồn vui. Tuy nhiên chúng ta cảm ơn Chúa vì có một tin tức tốt lành như là một tin vui đến cho chúng ta ở trong ngày buồn vui này, đó là mục sư Nguyễn Thị Hạnh đã được nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và lo lắng. Ở Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 23 lời Chúa rằng trong nhà Cha có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói các ngươi rồi, ta đi sống sẵn cho ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sống sẵn cho một sư Nguyễn Thị Hạnh rồi, ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đâu. Ồ, tuyệt vời quá. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đâu. Ở tại đất này chúng ta phải rất khốn khổ và rất là trung kiên trong sự cầu nguyện để tìm kiếm sự hiện diện của Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa trong những phút này, một cách liên tục, mục sư Nguyễn Thị Hạnh ở trong sự hiện diện của chính mình Ngài nghe lời Chúa nói rằng hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đâu. Đó là sự phước hạnh đối với mục sư Nguyễn Thị Hạnh. Mục sư Thánh đã được nghỉ ngơi như lời Chúa ở trong Thi Thiên 116 câu 7: hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi. Chúng ta thì đang buồn vui, nhưng có tiếc là mục sư Nguyễn Thị Hạnh không buồn vui đâu. Cô đang vui vẻ, cô đang phá vui vì cớ Đức Giê-hô-va đang hậu đãi, đang ban thưởng trên đầy tớ của Chúa. Ở trong Khải Huyền đoạn 21 câu 4 thì đó là ngày lâu hết nước mắt, sẽ không có sự chết, không có than khóc, không có kêu ca đau đớn nữa. Tất cả mọi sự nghiệp đã qua. Cảm ơn Chúa, trong Chúa chúng ta nhìn thấy có sự vui mừng ở trong chính mình Ngài. Ở trong Thi Thiên đoạn 16 câu 1, Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống, trước mặt Chúa chọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Hồi nãy chúng ta có nghe ca đoàn và toàn thể hội thánh cũng như đàn khách lời khen Chúa bài thánh ca 277 tâm linh tôi yên bình hay. Tác giả bài kinh thánh này, bài thánh ca này đó là Spafford. Đã khi ông soạn lời thánh ca này, không phải ở trong một tiếng tiệc, càng không phải ở trong một bữa nào đó mà gia đình của ông sư vậy, nhưng mà ông viết bài thánh ca ngay trên cái nơi mà vợ và con ông bị đóng, nhà cửa ông bị cháy, vợ con di tản và bị đóng như vậy. Và đang khi ông di chuyển con thuyền đến, ở trên con thuyền người ta đang cứu nạn, cái xác con thuyền đã đưa lên,
một sự bình an tràn ngập từ Thiên Thượng đã tuôn đổ trên ông. Ông Hallelujah, ông quỳ gối xuống. Một dòng thác của sự bình an tuôn đổ từ thiên đàng đã đến trên đời sống của ông. Yên tĩnh thay, bình an thay, lòng tôi này bình an thay, bình an thay. Không bao giờ có điều đó trên những con người xác thịt nếu người đó ngoài Chúa Jesus Christ, và điều đó chỉ có ở trong Chúa Jesus Christ. Amen không ạ? Và để đúc kết lại và chia sẻ, tôi xin xác định lời Chúa ở trong Thi Thiên thứ nhì đoạn 4, câu 7, câu 8 là tâm trạng của Phao-lô, và tôi tin rằng đó là điều mà chúng tôi xác định về phương diện tình tớ của Chúa. Mục sư Nguyễn Thị Hằng đã đánh trận tốt lành, đã sau sự dạy, đã giữ đức tin. Hiện nay mở chiều thiên của sự công bình đã để dành cho mục sư Nguyễn Thị Hằng. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho mục sư Nguyễn Thị Hằng, và không những cho mục sư Nguyễn Thị Hằng mà thôi, nhưng mà cho hết thảy mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Amen. Chúa phước cho mình.